Máy này mua từ anh Thắng Cơ Giới ở Long Khánh, Đồng Nai nhá anh em nhá. Hiện tại đang làm ở ruộng xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Máy mình cần quay ở bên ý video xem mình khai hàng ấy. Ờ thì á cầm máy test lên tầm sao đi có vợ nghe chiếu qua ngày anh gió xong rồi luôn. Alo, phá sóng rồi.